Trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ chia sẻ cho bạn về sự khác biệt giữa truyền thông cũng như là marketing. Và Quang nhận thấy rằng là hầu hết chúng ta, bản thân Quang trước đây cũng như vậy, thì cũng đều bị hiểu nhầm về cái khái niệm của truyền thông cũng như là khái niệm của marketing. Và từ cái việc mà chúng ta hiểu nhầm này thì chúng ta sẽ dẫn tới hậu quả, đó là mình làm sai cái công việc hàng ngày mà đáng lý mình cần phải làm. Và khi mà mình làm sai cái công việc của mình như vậy thì nó sẽ dẫn tới kết quả, đó chính là công việc của mình thì nó sẽ không thể nào có thể phát triển tốt được. Trước đây thì Quang cứ nghĩ rằng là marketing tức là mình sẽ phải chạy quảng cáo, marketing tức là xây kênh TikTok, marketing tức là tiếp cận đến hàng triệu người để cho họ biết về sản phẩm của mình, thì đó là marketing. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Quang hiểu ra marketing nó không phải như vậy. Mà những cái điều mà mình đã làm trước đây, tất cả những điều đó thì nó được gọi là truyền thông. Và truyền thông tức là truyền đi một cái thông điệp của sản phẩm. Đó tức là chúng ta nói rằng là loa, tôi có một cái sản phẩm như thế này đây, có ai muốn mua hay không. Thế nhưng mà trước khi để mà có được cái thông điệp, đúng không ạ, trước khi để mà có được cái sản phẩm đó thì chúng ta cần phải làm điều gì để tạo ra nó. Và tất cả những cái điều phía trước đó thì đó được gọi là marketing. Vậy thì marketing tức là gì? Tức là chúng ta sẽ làm những công việc như là nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu những cái vấn đề, những cái lo lắng hay là những cái điều mà họ mong muốn, để từ đó chúng ta thiết kế ra được một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được cái mong muốn của họ. Đó. Tiếp theo nữa, chúng ta nghiên cứu xem là những cái mẫu mã, những cái kiểu dáng, những cái bao bì, những cái thành phần nguyên liệu nào mà khách hàng họ yêu thích. Đó, họ muốn có những cái cảm xúc gì từ sản phẩm của mình thì chúng ta sẽ thêm vào cái sản phẩm của chúng ta. Chúng ta lựa chọn cái kênh nào để làm kênh phân phối, kênh nào để làm kênh tiếp cận khách hàng. Cái mức giá của chúng ta để ở giá khoảng bao nhiêu thì sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng của mình. Ví dụ như đối với cái sản phẩm này mà chúng ta bán cho nhóm đối tượng quan tâm về giá thì chúng ta sẽ cần phải định giá làm sao để cho cái nhóm đối tượng đó họ cảm thấy là có một mức giá rẻ, một mức giá hời và họ sẵn sàng mua. Đó. Thế nhưng mà nếu như chúng ta đánh vào nhóm đối tượng là cảm xúc cao, đánh vào sự tự hào, đánh vào danh vọng của họ thì chúng ta lại cần phải định giá một cách hoàn toàn khác. Chúng ta lại cần phải đặt giá cao lên và tập trung cải tiến về chất lượng, cải tiến về mẫu mã cũng như là gia tăng cái giá trị thương hiệu để tăng cái cảm xúc cho khách hàng. Vậy thì rõ ràng ở đây, đúng không ạ, chúng ta có thể là khái quát cái việc marketing đó chính là chúng ta cần phải thấu hiểu khách hàng. Đó, thấu hiểu khách hàng, từ đó để đưa ra được những cái giải pháp giá trị, đưa ra được những cái sản phẩm và nó phải đáp ứng được nhu cầu, đáp ứng được mong muốn của họ. Còn truyền thông thì tức là chúng ta truyền đi một cái thông điệp sau khi mà sản phẩm đã được hình thành rồi, sau khi mà kênh bán đã được hình thành rồi, sau khi mà giá bán đã được hình thành rồi, thì lúc này việc của chúng ta là làm sao để có thể quảng cáo, làm sao để tiếp cận đến nhiều người nhất thông qua các hình thức như là chạy quảng cáo, thông qua là xây kênh, thông qua là KOL, người nổi tiếng nói, thì đó được gọi là truyền thông. Và ở trong marketing của bài bản ấy, marketing bài bản, quản trị marketing ấy, thì nó có 4 cái chữ P đó, liên quan đến sản phẩm này, là chữ P đầu tiên, product. Sau đó là price tức là giá, liên quan đến place tức là kênh bán, kênh phân phối, và promotion là cuối cùng. Thì như vậy promotion nó mới là truyền thông, nó mới là xúc tiến. Và nếu như chúng ta đang hiểu nhầm rằng là mình đang làm truyền thông đó, nhưng mà chúng ta lại tưởng rằng là mình làm marketing, vậy thì cứ suốt ngày chúng ta chỉ nghĩ cách làm sao để làm video cho hay, làm sao để tiếp cận triệu view mà bỏ quên đi những cái yếu tố của marketing. Đó, những cái yếu tố lớn của marketing ấy, tức là mình cần phải nghiên cứu khách hàng, mình cần phải hiểu thị trường và từ đó thì đưa ra cái giải pháp giá trị phù hợp, từ đó đưa ra cái sản phẩm phù hợp hoặc là thay đổi cái mẫu mã, thay đổi sản phẩm làm sao cho nó phù hợp với khách hàng. Và thay đổi phù hợp sau, lúc này mình truyền thông, mình đưa ra những cái thông tin thì khách hàng họ mới tiếp nhận và nó mới có giá trị. Thế thì bởi vì qua một cái khoảng thời gian mà Quang cũng trải nghiệm, Quang cũng bị hiểu nhầm
về hai cái khái niệm, hai cái lĩnh vực này rất là nhiều, dẫn tới những cái nỗ lực của mình ấy nó là nỗ lực sai chỗ. Và khi mà sản phẩm mình đã thiết kế sai, mình đã không thấu hiểu khách hàng của mình rồi, đúng không ạ? Mình trong cái khâu nhập hàng đã sai rồi, khâu sản xuất đã sai rồi, thì kể cả mình có truyền thông giỏi đến đâu, mình có triệu view nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì mọi nỗ lực nó vẫn là vô ích. Đó. Và nói truyền thông có phải marketing không? Thì truyền thông chính là marketing, bởi vì nó là một phần nhỏ của marketing. Nhưng marketing thì có phải truyền thông không? Thì marketing nó bao gồm truyền thông, chứ nó không chỉ riêng là truyền thông. Được chưa? Và những cái khái niệm chúng ta đưa ra ấy, thì nó, Quang nghĩ rằng thì nó cũng chỉ là một cái khái niệm thôi. Marketing cũng được, hay truyền thông cũng được, hay cái gì đó cũng được. Nhưng bản chất, cái công việc quan trọng của chúng ta hàng ngày, ở đây Quang muốn kết luận lại với mọi người, đó là chúng ta cần phải thấu hiểu được khách hàng, từ đó thì đưa ra được những cái sản phẩm phù hợp, đưa ra được những cái kênh bán phù hợp, và đưa ra được những cái mức giá phù hợp. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải có được những cái chiến dịch để làm sao truyền tải đi những cái sản phẩm của mình, làm sao để cho thật nhiều người biết tới cái sản phẩm, biết tới dịch vụ của chúng ta. Thì đó chính là những công việc mà hàng ngày chúng ta sẽ cần phải làm khi mà chúng ta là một người kinh doanh, là một người làm marketing, làm truyền thông. Ok, và thông qua video này rất hy vọng Quang đã phân biệt được giúp cho bạn hai khái niệm truyền thông và marketing, và giúp bạn tập trung được vào những cái điều quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải làm. Và nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ là để lại cho Quang một like, một comment, cũng như là hãy chia sẻ video này tới những bạn bè của bạn, bởi vì họ sẽ vô cùng biết ơn bạn nếu như nhận được những điều tuyệt vời. Một lần nữa, hãy đăng ký kênh của Nguyễn Đình Quang để nhận được những video mới nhất. Nguyễn Đình Quang xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo.